Chào mừng bạn đến với cẩm nang ứng dụng tài chính số Home Credit. Ứng dụng tài chính số đã sẵn sàng trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Tải ứng dụng để trải nghiệm ngay. Ở phần tiếp theo, Home Credit sẽ hướng dẫn bạn cách mở khóa tài khoản nhé. Nếu bạn lỡ nhập sai mật khẩu 3 hoặc 5 lần và tài khoản bị khóa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau. Khi đó, hãy bấm chọn bỏ chặn tài khoản. Tiếp đến, nhập số điện thoại, tên đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS để xác thực số điện thoại. Tiếp theo, bấm vào biểu tượng lịch phía bên phải. Chọn ngày tháng năm sinh để xác minh danh tính. Chúc mừng, bạn đã mở khóa tài khoản thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các phần cẩm nang Home Credit tiếp theo nhé.